Xin chào quý khách. Như chúng ta đã biết, thành lập doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp không còn mới lạ ở nước ta. Và với cơ chế mở, pháp luật Việt Nam đang tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là có những chính sách dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và với những chính sách như vậy, quý khách liệu đã biết vận dụng các quy định của pháp luật để tự thành lập công ty cho mình hay chưa? Hà Nội Law Firm xin hướng dẫn quý khách thủ tục để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Vâng, theo luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì hiện nay ở nước ta đang có khá nhiều loại hình doanh nghiệp cho quý khách lựa chọn, ví dụ như công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân. Với mỗi loại hình doanh nghiệp, nó sẽ có những nét đặc trưng riêng, tiêu chí riêng, do đó thủ tục và hồ sơ cũng có sự khác nhau. Và theo quý khách, có phải ai cũng có quyền để thành lập doanh nghiệp? Theo luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cá nhân tổ chức có quyền thành lập doanh nghiệp trừ một số đối tượng cơ bản như: thứ nhất, cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhằm thu lợi riêng cho cơ quan đơn vị mình. Thứ hai, cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. Thứ ba, người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và tổ chức không có tư cách pháp nhân. Thứ tư, những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự và một số đối tượng khác được quy định tại Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Trước khi bắt tay vào thực hiện thủ tục thành lập công ty, quý khách cần lên ý tưởng và kế hoạch để quá trình thực hiện thủ tục diễn ra nhanh chóng và hiệu quả như: thứ nhất, đọc tên công ty. Quý khách cần nghĩ ra cái tên để gây ấn tượng mạnh, và cái tên này sẽ là tên thương hiệu của công ty sau này. Ngoài ra, theo phong thủy thì tên còn phải hợp với quý khách để gặp may mắn trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, dù gây ấn tượng mạnh hay hợp phong thủy thì tên vẫn phải đáp ứng những cái điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật, như không được trùng và gây nhầm lẫn với tên của những doanh nghiệp đã đăng ký tại thời điểm trước đó trên địa bàn tỉnh, thành phố. Và ngoài ra, nó còn phải đáp ứng một số điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Thứ hai, xây dựng hệ thống ngành nghề kinh doanh. Vâng, với cơ chế mở của pháp luật hiện nay, quý khách có thể thoải mái tự do lựa chọn những ngành nghề kinh doanh cho mình, không giới hạn số lượng tối thiểu, cũng không bị giới hạn số lượng tối đa. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu về vốn pháp định và chứng chỉ hành nghề thì trước khi mà đăng ký thành lập, quý khách phải tìm hiểu rõ quy định đó và đáp ứng những cái điều kiện của pháp luật thì mới được đăng ký. Thứ ba, vốn điều lệ. Việc xác định mức vốn điều lệ bao nhiêu khá quan trọng, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Cơ bản đó là quy mô hoạt động và mục tiêu hoạt động. Tuy nhiên, cái mức vốn điều lệ này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mức đóng thuế môn bài hàng năm của công ty. Thứ tư, trụ sở chính của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, trụ sở chính của công ty là địa điểm giao dịch, liên lạc của công ty và bắt buộc phải đặt trên lãnh thổ của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội Law Firm xin lưu ý quý khách khi lựa chọn địa chỉ trụ sở chính của công ty, đó là trụ sở chính của công ty không được là nhà tập thể, không được là nhà chung cư. Và ngoài ra thì để phục vụ cho cả quá trình hoạt động sau khi thành lập và công tác đặt in hóa đơn sau này, thì khi mà lựa chọn cái địa chỉ làm trụ sở chính của công ty, quý khách cần yêu cầu bên cho thuê cung cấp hợp đồng thuê văn phòng. Và thứ hai đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sổ đỏ, sổ hồng. Sau khi lên được ý tưởng thành lập công ty, quý khách sẽ bắt tay vào thủ tục thành lập công ty. Và quý khách sẽ thực hiện thủ tục thành lập công ty theo 4 bước cơ bản mà Hà Nội Law Firm hướng dẫn như sau. Bước 1, chuẩn bị hồ sơ. Đây là bước quan trọng nhất, bởi vì nếu như không chuẩn bị hồ sơ không được, quý khách sẽ không thể thực hiện được các bước tiếp theo. Và hồ sơ để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những văn bản sau. Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Văn bản này đã được quy định theo mẫu thống nhất tại thông tư 20 năm 2015 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Thứ hai, điều lệ công ty. Hà Nội Law Firm xin lưu ý đến quý khách khi làm điều lệ công ty như sau, đó là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty phải ký ở tất cả các trang của điều lệ công ty. Thứ ba, bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật. Sau khi chuẩn bị các giấy tờ trên và đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, quý khách sẽ chuyển sang bước 2, nộp hồ sơ. Quý khách sẽ nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp của mình đặt trụ sở chính và sẽ phải nộp lệ phí thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ tiến hành thụ lý hồ sơ của quý khách và trao cho quý khách giấy biên nhận trả kết quả. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, không đầy đủ,
cơ quan nhà nước sẽ trả hồ sơ để quý khách sửa đổi bổ sung. Bước 3. Nhận kết quả. Căn cứ vào giấy biên nhận mà quý khách nhận được từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, quý khách sẽ đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả. Hà Nội Law Firm xin lưu ý quý khách, khi mà nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, quý khách phải tiến hành thủ tục đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia và sẽ phải trả phí theo quy định của pháp luật. Bước 4. Khắc dấu pháp nhân. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quý khách sẽ tiến hành thủ tục khắc dấu pháp nhân. Vâng, đúng là luật doanh nghiệp năm 2014 đã có những quy định mở và tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp hoạt động khi quy định doanh nghiệp có toàn quyền quyết định số lượng, nội dung, hình thức của con dấu công ty mình. Tuy nhiên, trên con dấu vẫn phải bao gồm hai nội dung cơ bản. Thứ nhất, tên công ty. Thứ hai, mã số doanh nghiệp. Và trước khi sử dụng, quý khách phải đăng công bố mẫu sử dụng con dấu của mình với cơ quan nhà nước. Sau khi hoàn thiện các bước trên là quý khách đã có thể tự mình thành lập ra những công ty cho bản thân mình. Hà Nội Law Firm là một hãng luật chuyên về lĩnh vực pháp luật kinh tế và chỉ hoạt động duy nhất trong lĩnh vực pháp luật kinh tế. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ giúp được quý khách trong quá trình hoạt động. Hà Nội Law Firm sẽ tiếp tục cung cấp đến quý khách những thông tin hữu ích khác và mong nhận được sự ủng hộ của quý khách trong thời gian tới. Trân trọng cảm ơn.